Hello, xin chào mừng tất cả anh em lại quay trở lại với video tiếp theo của mình ngày hôm nay. Thì trước khi vào video, anh em giúp mình là like cái trang là Nho Trùng Fanpage. Và cái thứ hai á, thì anh em là tham gia cái nhóm Minecraft Dungeon Top 1 Việt Nam. Ở đây thì anh em có thể là chia sẻ đăng bài và cũng như là trao đổi kinh nghiệm đối với những người chơi khác. Cái đường link thì mình đã để lại dưới phần mô tả, anh em cùng kiểm tra lại đường link dưới phần mô tả nhé. Và bây giờ mình sẽ vào video chính nhé. Mình nhận được rất nhiều phản hồi từ phía anh em là việc là máy của anh em cấu hình hơi thấp nên là FPS nó cũng thấp luôn. Thế nên là hôm nay mình sẽ chỉ cho anh em hai cách khắc phục nhé. Đầu tiên thì anh em vô menu này, setting này, display graphics, và sau đó thì anh em chỉnh là window nhé. Và một số máy mà thấp thấp á, thì anh em là 1024 nhân 768 nhé. Thì graphics thì để ở balance và anh em giảm hết UHD đó theo, nó sẽ hiển thị một cửa sổ nhỏ. Thì cái này là giảm cái chất lượng hình ảnh xuống. Đó, hình ảnh của anh em sẽ bị mờ đi một chút, nhưng mà mình nghĩ là việc này nó sẽ cải thiện được cái đồ họa và cũng như là chất lượng đồ họa của anh em để cho cái game của anh em sau nó sẽ mượt mà hơn nhé anh em nhé. Cái thứ hai mình muốn giới thiệu với anh em là đầu tiên anh em hãy vô ổ đĩa C này. Đó, sau đó thì user, cái tên máy tính, AppData, Local Package, Microsoft Lovica, Local Cache này, Local này, Dungeons này, Save Config và Window No Editor. Sau đó anh em mở cái file này ra. Đó, anh em sẽ thấy một cái bảng như vậy. Thì ở đây thì mình set up cái FPS là 144 nha anh em nhé. Và ở đây thì anh em hãy đổi lại cái dòng này nó từ số 3 thành số 1 giúp mình nhé. Hoặc là anh em có thể đổi tất cả các số 3 thành số 0 và số 100 thành số 50, anh em cứ thử hai cách nhé. Và sau đó thì anh em ấn save này. Đó, và sau đó anh em chọn là property read only apply ok nhá. Đó, thì anh em cứ thử hai cách, nếu mà cách nào thành công thì anh em cứ áp dụng để tăng cái FPS và để tăng cái trải nghiệm game của anh em tuyệt vời hơn nhé. Thì video của mình tới đây là hết rồi. Nếu mà anh em thấy hay thì đừng quên để lại một like, một share, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Bye bye.